Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là Centurion. Và tối hôm qua, người bạn của mình làm cho EA là Mr. Kiến cũng đã có buổi livestream giới thiệu sơ qua về cách chơi cũng như là cung cấp thêm một vài cập nhật trong game FC Mobile thời gian tới. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu nghe cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta cùng điểm qua một vài cập nhật trong game thời gian tới. Thực sự thì tại video này mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Còn những cái chi tiết liên quan đến cập nhật như thế nào, chúng ta sẽ có những cái thay đổi gì thì mình sẽ có một cái video sau để có thể cung cấp cho anh em. Đầu tiên thì vào ngày mùng 9 tháng 4 tới, chúng ta sẽ có một vài cập nhật liên quan đến passing, tức là cơ chế truyền. Thì với việc cập nhật cái cơ chế truyền này sẽ giúp anh em có thể build up tấn công một cách nhanh hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ tăng cái tốc độ truyền ngắn dựa vào các chỉ số truyền ngắn của cầu thủ. Ngoài ra thì dựa vào cái khả năng chọc khe của cầu thủ, chúng ta cũng sẽ có một vài cơ hội ngon ăn và dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương hơn. Tiếp theo, phần thứ hai là phần movement, tức là liên quan đến việc di chuyển. Chúng ta sẽ có những cái cập nhật như là chúng ta sẽ quang người một cách nhanh nhẹn hơn hoặc là tiện hơn. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ có một vài cơ chế liên quan đến việc là tăng tốc, giảm tốc độ của cầu thủ. Tiếp theo, cái phần cập nhật quan trọng nhất đấy chính là cái phần crossing liên quan đến việc là tạt cá nhân đầu. Thì với cái bản cập nhật này, chúng ta sẽ hạn chế cái việc tạt cá nhân đầu đi khá là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giảm cái độ hiệu quả của việc tạt cá nhân đầu, và nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc là chỉ số tạt bóng, cũng như là phụ thuộc rất nhiều vào cái hoàn cảnh, cái tư thế để anh em có thể là thực hiện tạt bóng. Và ngoài ra thì cái tốc độ của việc tạt cá nhân đầu nó cũng sẽ chậm đi rất nhiều. Ngoài ra cầu thủ phòng ngự nó cũng sẽ khôn hơn một chút. Và cùng với đó nữa, chúng ta sẽ có một vài cập nhật liên quan đến việc là fix những cái lỗi vỡ vẩn ở trong game FC Mobile. Và tất nhiên là mình sẽ có một cái video sau giải thích chi tiết về từng cái cập nhật này. Do đó thì thời điểm hiện tại, hôm nay thì em chỉ cần nắm qua là chúng ta sẽ có một vài cập nhật liên quan đến việc là cơ chế truyền, liên quan đến di chuyển và liên quan đến việc là tạt cá nhân đầu thôi anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua cái phần sự kiện Centurion, một phần sự kiện mới sẽ xuất hiện vào ngày mai. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thẻ cầu thủ nổi bật trong cái phần sự kiện này. Chúng ta sẽ có cầu thủ là Ramos, một con hàng cầu đồ là 97 và đã ở vị trí là CB. Và anh em để ý là vào ngày mùng 9 tháng 4 tới, khi mà chúng ta có bản cập nhật thì em sẽ được tặng một con hàng cũng là Ramos, tuy nhiên là một cầu thủ sẽ cầu đồ là 91. Và ngoài ra nữa, chúng ta có thẻ của Neymar, thẻ của McRoy, thẻ của Gavi, Eder Militao, Vardy và một vài thẻ cầu thủ khác nữa. Tiếp theo, ngày mai khi mà sau khi chúng ta có weekly reset, chúng ta cũng có thêm một vài thẻ cầu thủ nổi bật trong cái phần sự kiện MLS, sẽ là thẻ của Drogba, thẻ của Guerra, thẻ của Ocampos và thẻ của Lampard, Peklo chẳng hạn. Còn trong cái phần sự kiện Centurion, chúng ta có thêm thẻ của Van Basten này, chúng ta có thẻ của Zambrotta, một thẻ mà mình đánh giá là cũng khá là ngon ở vị trí là LB. Và anh em mong chờ thẻ nào trong cái phần sự kiện này thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến cách chơi của cái phần sự kiện Centurion. Thì trong cái phần sự kiện này chúng ta sẽ có tổng là 5 cháp. Tuy nhiên thì trong tuần đầu tiên chúng ta sẽ chỉ có 3 cháp là cháp main này, cháp Petrel và cháp là Fire Centurion. Thì trong cái phần main này, sau khi vào game anh em sẽ có thể nhìn thấy là phải lựa chọn là con hàng Zico hoặc là cầu thủ Van Nistelrooy. Thì trong cái tuần đầu tiên này chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cầu thủ này. Và trong tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn là cầu thủ là Makelele hoặc là Philip Lam. Tuy nhiên thì thôi, cái tuần này là tuần tiếp theo, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua và chúng ta sẽ quay trở lại với tuần hiện tại là lựa chọn con hàng Zico hoặc là Van Nistelrooy. Thì trong cái phần lựa chọn này, sau khi đã chọn rồi anh em sẽ không chọn lại nữa. Do đó thì anh em nên để ý là chúng ta sẽ phải chốt một trong hai cầu thủ xem là anh em thích cầu thủ nào anh em nhé. Và sau khi lựa chọn cái cháp Zico này, chúng ta sẽ mở cái phần bên cạnh chính là cái phần Petrel War. Trong cái phần này thì tất nhiên rồi, như các phần sự kiện khác thôi, anh em sẽ phải chơi các phần nhiệm vụ, chơi các phần skill game, chơi các phần trận đấu để có thể kiếm được cái điểm gọi là điểm Trade Progress. Thì cái điểm Trade này, sau khi anh em kiếm được 100 điểm mỗi ngày nhá, thì em sẽ đổi ra cái điểm là Trade Point ở bên tay phải. Cái điểm checkpoint này thì một ngày anh em chỉ kiếm được tối đa là 100 điểm thôi. Và cái điểm này anh em sẽ phải đổi sang một trong 3 điểm liên quan đến cái phần sự kiện, là cái điểm scoring point này, cái điểm passing hoặc cái điểm speed. Thì ba cái điểm này anh em phải lựa chọn nhé, một trong 3 điểm, hoặc là anh em có thể đổi ngày em có thể đổi một điểm. Tuy nhiên cái điểm này em cần phải tập trung đi theo một hướng, tại vì là cái điểm này sẽ dùng để đổi các cầu thủ ở bên tay phải này. Ví dụ như là anh em đổi sang cái điểm speed thì em sẽ có thể lựa chọn được con hàng Zico, một con hàng mà có độ 94. Tuy nhiên
chỉ số của con hàng này sẽ thiên về tốc độ nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản nhé. Chúng ta có phiên bản là Speed này, chúng ta có phiên bản là liên quan đến Passing hoặc là Shooting. Với cái phiên bản Speed thì em sẽ có tốc độ nhiều này. Tương tự với cái phiên bản liên quan đến Passing thì cầu thủ này sẽ được buff khả năng liên quan đến khả năng chuyền, và còn Shooting là sẽ còn khả năng dứt điểm. Ba cầu thủ này sẽ có ba cái chỉ số hoàn toàn khác nhau. Do đó thì em cần phải lựa chọn xem là chúng ta muốn lựa chọn cầu thủ liên quan đến dứt điểm, liên quan đến chuyền hay liên quan đến tốc độ. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em giả sử như là hôm đầu tiên anh em lựa chọn nhầm sang cái điểm liên quan đến dứt điểm Shooting đi, và hôm sau anh em muốn lựa chọn một cầu thủ liên quan đến việc là cái phiên bản là tốc độ chẳng hạn, Speed chẳng hạn, thì em cũng có thể đổi điểm. Tuy nhiên thì cái việc đổi điểm này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi nhé. Ví dụ như là anh em sẽ phải dùng hai cái điểm Shooting đổi sang cái một điểm của tốc độ chẳng hạn, hoặc là em có thể là dùng hai điểm tốc độ đổi lại một điểm Shooting. Nên là cái phần này anh em để ý giúp mình là anh em cần phải xác nhận rõ từ đầu là chúng ta sẽ lựa chọn cầu thủ phiên bản nào để có thể đổi được những cái điểm này tối ưu nhất. Tiếp theo chúng ta cùng đến cái chap cuối cùng, đấy chính là cái chap là Five Centurion. Thì cái chap này thì về cơ bản nó cũng khá là dễ thôi anh em ạ. Cái phần này thì như tất cả các phần sự kiện thôi, anh em sẽ phải chơi các phần trận đấu với máy này, hoặc là chơi các điểm VSA hoặc là head to head để có thể kiếm được tối đa là 100 cái điểm scouting point mỗi ngày. Do đó thì chúng ta sẽ có 3 chế độ. Ví dụ như là chế độ đá với máy thì em sẽ có thể kiếm được khá là ít điểm, là 20 điểm một trận đấu. Hoặc là anh em đá VSA khi mà anh em giành chiến thắng chúng ta sẽ kiếm được là 40 điểm, hoặc là hòa là 20 điểm, hoặc thua là 10 điểm. Tương tự khi mà anh em đá trận head to head thì em sẽ giành chiến thắng là được 60 điểm này, hoặc hòa là được 30 điểm, hoặc là thua là được 15 điểm. Do đó thì em có thể chơi lẫn lộn cả ba cái thể loại này, làm sao một ngày anh em kiếm được đủ 100 cái điểm scouting point. Thì thực sự cái phần này anh em có thể chơi một trận head to head hoặc là chơi hai trận với máy, tùy thôi, anh em làm sao kiếm được đủ 100 cái điểm scouting point mỗi ngày. Và sau khi kiếm xong thì anh em sẽ mang cái điểm scouting point này đi quay ở bên tay phải này, chính là góc bên tay phải. Thì anh em nhìn cái sơ đồ này anh em cũng đều thấy khá là quen, giống với các phần sự kiện Winter Wild Card, tức là chúng ta sẽ dùng 50 cái điểm scouting point này để quay cái xúc sắc, và từ cái xúc sắc đấy chúng ta sẽ đi ngẫu nhiên ở các bước ở trong cái phần này. Cái phần này thì chắc là em chơi nhiều thì cũng đều đã biết. Và chúng ta có một cái điểm, đấy chính là những cái điểm của cái phần sự kiện Hero Token, anh em có thể đổi sang cái điểm scouting point này. Do đó thì nếu như em nào không muốn quay cái điểm trong cái phần sự kiện Hero thì cũng có thể dành điểm sang cái phần sự kiện này nhá. Và ngoài ra thì trong cái phần Five Centurion này chúng ta cũng có thêm cái milestone ở bên cạnh chúng ta đổi thưởng. Ví dụ như là anh em đi hết một vòng của cái phần quay xúc sắc, anh em sẽ nhận thêm điểm gem, đi hết hai vòng nhận được thêm điểm coin, đi hết ba vòng nhận được thêm là con hàng Machino cầu là 91. Tương tự chúng ta có thêm các phần thưởng ở bên này. Ví dụ như là chúng ta quay hết 18 vòng, tức là nhiều nhất chúng ta sẽ có thể nhận được một con hàng 94. Tuy nhiên thì cái phiên bản này là một cái phiên bản unchettable, do đó anh em sẽ không thể bán được. Và về cơ bản thì cái cách chơi của cái phần sự kiện này nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi em nhé. Ngoài ra thì như tất cả các phần sự kiện khác thôi, sự kiện này chúng ta cũng có thêm cái phần là Centurion Quest để em có thể hoàn thành các nhiệm vụ và nhận được thêm một cầu thủ là Machino cầu là 91, là một thẻ Universal. Tương tự thì ngày mai chúng ta cũng có thêm một cái phần Star Pass mới. Thì cái phần Star Pass này em có thể nhận được con hàng là Xabi Alonso, một thẻ, một cầu thủ mà huấn luyện viên của Bayer Leverkusen cực kỳ cháy luôn. Cầu thủ này thì sẽ có đồ là 95. Và tất nhiên rồi, cái phần này anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass để nhận được con hàng Xabi Alonso này thì có thể liên hệ gà để được hỗ trợ nào nhé. Và ngoài ra nữa chúng ta cũng có thêm một vài cái gói exchange trong cái phần sự kiện Centurion. Cái phần này thì các gói cầu thủ về cơ bản nó cũng gọi là tương đối thôi, không quá ngon. Ngày mai ra thì em cũng có thể thử exchange may mắn để nhận được một trong các cầu thủ trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với cái exchange showdown. Showdown tuần này chúng ta sẽ có một cặp đấu cực kỳ đáng chờ đợi, đấy chính là cuộc đối đầu giữa MU và Liverpool. Chúng ta sẽ có hai thẻ là thẻ của Varane hoặc là thẻ cầu thủ Bradley. Thì cầu thủ này thì anh em nào mà muốn exchange hai cầu thủ này, anh em có thể lựa chọn một vài phút tương ứng để có thể là exchange sớm em nhé. Ok, và trên đây là mọi thông tin về cái phần sự kiện Centurion, về cách chơi của cái phần sự kiện này. Thì về cơ bản cái phần sự kiện này là một sự kiện mình thấy là cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Và tất nhiên là ngày mai sau khi ra cái phần sự kiện chính thức thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Và cùng với đó nữa thì mình sẽ có một video tổng hợp về những cái cập nhật liên quan đến gameplay thời gian tới để em có thể nắm được. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em, see you soon. Yeah.